Thưa quý vị, từ năm 2022 đến nay, đoàn công tác của thành phố Kawasaki, Nhật Bản đã có hai đợt khảo sát tại Bà Rịa Vũng Tàu để đề xuất tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ không hoàn lại các bể chứa stainless cung cấp cho nước sinh hoạt. Đoàn đã khảo sát tại nhiều địa điểm ở huyện Côn Đảo và những địa phương trong đất liền của Bà Rịa Vũng Tàu, gặp gỡ nhiều cơ quan chính quyền địa phương để tìm hiểu tình hình sử dụng nước, nhu cầu sử dụng nước, nhu cầu sử dụng bể chứa nước stainless. Qua những lần khảo sát, đoàn ghi nhận các nơi đoàn đến đều đang có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu ổn định về cung cấp nước sinh hoạt trong tương lai. Lần khảo sát thứ 3 từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 năm 2023 cũng là đợt khảo sát cuối cùng tại Bà Rịa Vũng Tàu của đoàn công tác thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Kết quả khảo sát và nhận định chung của đoàn công tác thành phố Kawasaki về tài trợ bể chứa stainless cung cấp nước sinh hoạt như thế nào? Gõ cửa ngày mới, mời quý vị cùng nghe thông tin từ ông Kubota Osamu, trưởng đoàn khảo sát. Thưa ông, thì được biết là từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 2 năm 2023, đoàn khảo sát Kawasaki của Nhật Bản đã có thời gian khảo sát tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông có thể cho biết mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc khảo sát lần này là như thế nào ạ? Trong đợt khảo sát lần thứ 3 này, ở Côn Đảo, chúng tôi đã đi thăm một số cơ sở hạ tầng phục vụ cấp nước. Trong đất liền thì chúng tôi đã đi thăm một số trường học, bệnh viện, chợ, khách sạn, vân vân. Chúng tôi đã kết hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức giới thiệu sản phẩm bể chứa nước stainless với những ưu điểm so sánh với loại bể chứa nước cùng loại. Mục đích của hoạt động khảo sát là tìm kiếm địa điểm phù hợp để làm hồ sơ xin vốn hỗ trợ của JICA xây dựng bể chứa nước stainless tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bể chứa vừa là một showroom thật sự cần thiết cung cấp nước sạch hơn, an toàn hơn cho người dân địa phương. Ông có thể cho biết rõ hơn về số lượng và các cái tiêu chí mà chúng ta chọn đơn vị để tiến hành lắp đặt cái bể chứa nước lần này là như thế nào thưa ông ạ? Tuy chưa phải là kết luận cuối cùng, nhưng chúng tôi dự kiến sẽ chọn hai địa điểm, trong đó một địa điểm tại Côn Đảo, để lắp đặt bể chứa nước stainless. Chúng tôi phải cân nhắc kỹ, chọn địa điểm lắp đặt phù hợp với các tiêu chí do JICA đưa ra. Ví dụ, địa điểm phải do chính quyền địa phương quản lý, thực sự cần thiết với người dân địa phương và giúp ích cho việc quảng bá giới thiệu sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam. Kết thúc cái chuyến khảo sát lần này thì các cái việc mà chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo là như thế nào thưa ông ạ? Trở lại Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tổng hợp những thông tin thu thập được, sau đó nghiên cứu và chọn lọc phương án thuyết phục nhất, đưa vào hồ sơ đề xuất xin vốn hỗ trợ của JICA. Thời điểm nộp hồ sơ dự kiến là tháng 10 năm 2023. Và như vậy thì nếu như dự án được hoàn thành thì ông có thể cam kết cái thời gian hoàn thành dự án là như thế nào thưa ông ạ? Kết quả xin vốn của tổ chức JICA sẽ được công bố vào khoảng tháng 2 năm 2024. Nếu JICA đồng ý tài trợ thì chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế, xây lắp, vận hành và theo dõi kiểm chứng bể chứa stainless tại các địa điểm được chọn trong khoảng thời gian là 2 năm kể từ năm 2024. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy dự kiến sẽ có hai địa điểm được đoàn công tác thành phố Kawasaki Nhật Bản đề xuất tổ chức JICA xét duyệt để triển khai dự án bể chứa stainless cung cấp nước sinh hoạt. Việc triển khai dự án phần nào khắc phục tình trạng khó khăn về nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô cũng như khi mất điện, thưa quý vị.